Thưa quý vị và các bạn, với định hướng phát triển du lịch xanh, tỉnh Quảng Nam đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các huyện miền núi để phát huy lợi thế, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ chủ trương này, hàng nghìn người cơ tu đã chuyển đổi ngành nghề, trở thành nhân viên ngành du lịch, cuộc sống ổn định hơn. Trước đây, hầu hết người dân đồng bào cơ tu ở huyện Đông Giang chủ yếu lên dãy trồng ngô, đốn củi, với thu nhập rất thấp, cuộc sống vô cùng khó khăn. Thế nhưng từ khi có khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang được triển khai thi công đến vận hành, nhiều người bản địa đã được tuyển dụng vào nhiều vị trí khác nhau trong khu du lịch với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Bây giờ cuộc sống của họ đang dần đổi thay. Khi trở về từ nghĩa vụ quân sự thì bản thân tôi lấy vợ, lập gia đình, làm nghề nông rất là vất vả. Mà từ khi khu du lịch được hình thành, được vào hoạt động vào tháng 4 năm 2022 thì bản thân tôi cũng giống như các chàng trai, cô gái, người đồng bào cơ tu khó khăn việc làm, về cuộc sống mọi người ổn định. Với mục tiêu xây dựng lực lượng nòng cốt nhằm tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Từ khi triển khai thi công đến vận hành, dự án khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang thuộc tập đoàn FVG đã tuyển dụng gần 1.000 lao động là người đồng bào cơ tu tại địa phương. Trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị dự kiến sẽ tiếp tục tuyển dụng và đào tạo từ 150 đến 200 lao động là người địa phương với đa dạng các vị trí nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Cái điều mà cốt lõi mà chúng tôi nhắm vào đó là sử dụng phần đa là lực lượng lao động tại chỗ, đó là bà con đồng bào cơ tu. Thứ nhất là để tạo công ăn việc làm cho bà con. Thứ hai là góp phần nâng cao cái bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa của người đồng bào cơ tu ở đó. Cổng Trời Đông Giang với cái nhân công là trên 70% là người lao động địa phương. Nó đóng góp rất là lớn vào cái phát triển kinh tế địa phương. Qua cái việc làm du lịch, người dân tại bản địa này còn học hỏi qua du khách nhiều cái cách mà phát triển kinh tế. Để phát huy lợi thế, tỉnh Quảng Nam cần tăng cường tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư du lịch ở 9 huyện miền núi. Cùng với đó phải có chiến lược đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào cơ tu.